xin gửi gắm con cái lại cho anh chị và cũng hai vợ chồng chúng tôi và gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng rất là an tâm và rất là hạnh phúc. Tròn thì phải đi tìm cho đến ngọn nguồn lạch sông. Cái gọi là ngọn nguồn lạch sông đấy là cái các cháu học tập với nhau, công tác với nhau, tìm gắn bó với nhau, tìm hiểu nhau, rồi phải lòng nhau, yêu thương nhau và có nhu cầu sống cái đời vợ chồng của nhau. Bắt đầu từ nay con thay ba mẹ chăm sóc và yêu thương Phương Đào.